đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Hugo, làm đi em. Gọi tất cả bọn chuột lên đi. Chúng ta phải kết thúc ông già này. Những ngày tháng vừa qua là quá đủ rồi. Ông phải trả giá cho những mất mát mà bọn tôi đã chịu. Đấy, các bạn thấy chưa? Tôi biết ngay mà cái nguồn sức mạnh của em tôi là kiểu nó mạnh quá ấy. Nên là mấy cái thằng khốn kia nó đã lợi dụng em tôi, nó bằng một cách nào nó tẩy mẹ não em tôi đi rồi. Bây giờ em tôi không còn nhớ cái gì cả. Cứ điều khiển bọn chuột để tấn công tôi thôi. Bình tĩnh em. Chị không di chuyển. Đây, chị đứng yên mẹ rồi. Hãy nhớ về những cái ngày tháng chị đã nhường mày từng tí một. Chị và mày cùng nhau vượt qua những cái thử thách để đến được tận đây. Em nhớ chưa? Ui, tầm này em phải nhớ nhanh lên không chị? Chết mẹ bây giờ. Thôi xong. Có vẻ như tôi phải chết ở đây rồi. Chuột quá đông và hung hãn, nó đang cuốn lấy em tôi và tôi. Hứa nào chết lâu thế? Chết nhanh lên chứ. Sức mạnh gì vậy? Hello. Em chết mẹ luôn rồi à? À, em chưa chết à? Chào em. Ôi, hình như là em tôi đã tỉnh lại rồi. Em tôi đã nhận ra tôi chính là chị của nó. Ui, ô kìa, lưu ý đằng sau. Kìa, cẩn thận kìa. Thôi xong. Đương nhiên rồi, thằng này sẽ phải trả giá. Nó giết quá nhiều người rồi. Từ cha tôi cho đến mẹ tôi. À không, mẹ tôi thì chưa bị giết. Và bây giờ lại một người bạn của bọn tôi nữa. Nó phải chết. Bây giờ thống nhất nhá. Team mình chơi tới luôn này. Đánh trực diện với cái tòa lâu đài luôn. Tôi, em tôi, cô nàng mở khóa, anh chàng khỏe khoắn và anh chàng giả kim. Đương nhiên rồi, em trai tôi vẫn là cái nhân vật chủ lực trong cái đội hình này vì em tôi mạnh vãi đấy. Ok, nhân vật mạnh nhất đã đi đâu mà tại sao lại bon bon lên trước, cái khổ quá. Bây giờ thế này nhá, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm là anh chàng giả kim và cô nàng mở khóa. Hai người sẽ đánh lạc hướng để chia rẽ nội bộ của bọn nó. Tôi, em tôi và anh chàng khỏe khoắn sẽ tiến vào giữa đánh trực diện. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở bên trong, hiểu không? Ok, chúng nó đuổi theo họ rồi. Lên, lên. Anh chàng khỏe khoắn, xử thằng này đi cho bọn em. Nhanh lên anh nhá, hôm nay chúng ta phải thao tác thật là nhanh gọn và chính xác. Ok anh ơi, anh vẫn chất lượng như ngày nào. Mặt đất vô cùng rung chuyển. Ắt hẳn là ở dưới lòng đất này có một thứ gì đó di chuyển với một số lượng vô cùng lớn. Tôi có thể khẳng định với các bạn luôn, đây là chuột rồi. Em tôi đang nắm vững cái sức mạnh chuột ở trong tay, nên bọn tôi có thể sử dụng chuột để tấn công cái bọn này. Nhưng chuột sợ ánh sáng, vậy nên tôi sẽ dập cái ngọn lửa này để cho chúng nó chui lên. Các bạn xem nhá. Tôi dập cái ngọn lửa này chắc chắn chuột sẽ chui lên này. Đấy, uầy. Nhiều thế nhở. Tôi đã bảo với các bạn rồi, bọn tôi có thể đi gần đám chuột này vì em tôi đã điều khiển bọn chuột này một cách hoàn toàn rồi. Các bạn hãy nhìn em tôi điều khiển bọn chuột này. Lên nào mấy anh em chuột. Anh em lên. Uầy, tôi không nói điều đâu. Cứ với cái sức mạnh này ấy, tôi chắc chắn là em tôi sẽ thống trị thế giới thôi. Cái việc đánh thẳng vào tòa lâu đài này để trả thù cho cha và bạn của tôi cảm thấy nó quá là đơn giản rồi. Với cái khả năng này của em tôi ấy, bọn tôi gần như không phải nghĩ cái chiến thuật hay là không cần phải lén lút cái gì nữa cả. Cứ sử dụng bọn chuột mà càn vào thôi. Thế là xong, các bạn nhìn kìa. Ví dụ như thằng này cầm đèn nhá, các bạn chỉ cần phá cái đèn của nó đi, vậy là xong. Anh em chuột sẽ lên và làm nốt phần còn lại. Cho dù có là những cái tên bọc giáp đầy người đi chăng nữa, các bạn đơn giản chỉ là dập tắt cái đèn của chúng thôi. Vậy là xong. Đấy, nhìn kìa. Ui, anh chàng khỏe khoắn, phối hợp. Tôi chả phải nói với các bạn luôn chứ bây giờ bọn tôi ăn ý với nhau ấy. Nó có thể khớp đến từng những cái động tác nhỏ. À, anh thực sự có thể nhấc được cái cửa này không? Anh làm được thật không? Phải lượng sức mình đấy nhá, nếu mà không được thì thôi, không phải cố đâu. Ui, được luôn ạ. Ui, anh ơi, quá là tuyệt vời luôn. Hay thế nhở. Trời ơi, người đồng đội. Tôi cần những cái anh chàng như thế này này các bạn ạ. Ui, hai người kia, họ vào tận đây rồi này. Xin chào hai bạn, hai bạn khỏe chứ? Đương nhiên rồi, bọn tôi vẫn khỏe, bọn tôi mạnh vãi lìn nên tôi không muốn nói với hai bạn luôn. Hai bạn quá là dại dột khi mà tách nhóm ra. Ở đây có một cái hố hơi to, bọn tôi không thể đi qua cái hố này được, cho nên là bọn tôi chưa thể tụ họp. Bây giờ các bạn cứ đi đường ý đi, bọn tôi đi vào trong cái tòa lâu đài. À, bọn tôi đi đường ở bên này, chúng ta sẽ gặp nhau ở bên trong, ok không? Ok nhá, thống nhất như vậy đi. Phá cái cửa này ra đi anh chàng khỏe khoắn, phụ thuộc vào anh hết đấy. Nhưng mà có cảm giác cái đường này hình như bên trong đang bị cháy hay sao ấy. Bên trong thấy nhiều lửa lắm. Đấy đúng rồi, hình như nó đang cháy hay sao này. Tôi có thể dập được, mọi người cứ bình tĩnh, tôi có thể dập lửa được. Đi thôi, chỉ có một cái vấn đề nhỏ là nó hơi bị khói, khiến cho em tôi ho rất là nhiều. Cái vấn đề này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của thằng bé. Tôi nghi ngờ nếu mà chúng tôi ở đây lâu thì thằng bé sẽ ngộp thở mất. Có lẽ là bọn tôi chỉ có một cái giới hạn nhất định ở trong cái căn phòng này thôi. Phải nhanh lên anh chàng khỏe khoắn, em tôi còn nhỏ không chịu ở đây lâu được đâu. Lại một đám cháy trước cửa này, cứ bình tĩnh mọi người, tôi dập được. Nào tiếp tục đi nào anh chàng khỏe khoắn.
Rất xin lỗi vì đã bắt anh phá nhiều cái cửa như vậy. Chắc hẳn là anh mệt mỏi lắm đúng không? Mà chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi. Ở đây có tới 3 tên lính đang đàn áp 2 người dân. Thực sự 3 tên lính là một con số khá là lớn đấy. Mà tôi nghĩ là tầm này tôi cân hết được. Vì cái khả năng thiện xạ của tôi là có. Đấy các bạn thấy chưa? Con nói điều đâu. Ờ không cần phải cảm ơn đâu, được rồi, hiểu rồi. Mà chạy đi đâu đấy? Từ từ, đừng. Ở đằng đấy có bọn bắn cung mà, đã bảo rồi. Tôi chưa kịp nói với những cái người dân này hấp ta hấp tấp. Ở đây có mấy cái thằng bắn cung các bạn ạ. Không thể đi qua đấy được đâu. Phải có một cái gì đó che chắn cơ. Bây giờ nghe này, tôi và anh chàng khỏe khoắn sẽ đẩy cái xe này. Thằng em tôi sẽ đứng ở sau cái xe. Cái xe này sẽ giúp thằng em tôi không bị dính cung tên. Cái gì đấy? Anh làm gì đấy? Không, để tôi giúp anh. Anh không thể đẩy một mình được đâu. Anh chắc chưa, anh chắc về quyết định của anh rồi phải không? Thưa các bạn, anh chàng khỏe khoắn đang một mình đẩy cái xe này để che chắn cho chúng tôi khỏi các loạt cung tên bắn từ phía bên phải sang. Tôi không biết là liệu anh ấy có thể bị dính tên hay không. Bọn tôi chỉ cần đi sau cái xe này là bọn tôi sẽ không bị. Anh có ổn không? Phía trước tôi có một thằng này. Mẹ nó nữa. Anh chàng khỏe khoắn à, bỏ cái xe lại đi, không cần phải đẩy nữa đâu. Anh dính tên rồi. Mẹ, bọn này tấn công từ hai phía các bạn ạ. Áp lực quá. Cố lên nào. Sắp đến cái cửa rồi. Sắp qua rồi. Tôi chắc chắn với các bạn luôn. Anh ấy dính tên rồi. Bỏ cái xe đi, bỏ cái xe đi. Không cần đẩy nữa. Đến rồi. Ôi không. Ôi không. Làm ơn, đừng chết. Hai người kia cũng ở đây rồi. Hai người đứng đợi ở đấy một tí đi. Anh chàng khỏe khoắn dính tên rồi. Anh có sao không? Thực sự đấy, anh có sao không? Chúng tôi cần anh đấy. Đi qua đi nhanh lên em trai ơi, bỏ qua đi, còn đứng nghĩ cái gì nữa. Đến lượt tôi à? Xong anh cũng phải chui qua đi nhá. Anh nhớ phải chui qua cùng bọn tôi đấy. Không, đừng. Không, chết ai thì chết, đừng chết anh này. Không được. Đừng, xin anh đấy, đừng chết anh này. No, no. Chúng ta phải đi thôi em trai, chúng ta phải đi thôi. Bắt buộc vẫn phải đi thôi em ạ, không ở lại đây được đâu. Có phải tòa lâu đài này không? Chính là tòa lâu đài này đúng không? Thì thật ra đây là cái nhà thờ thì đúng hơn đấy. Mà không cần biết nó là cái gì cả. Tao phải báo thù cho anh chàng khỏe khoắn. Đấy rồi, chúng nó cho quân tiến lên rồi, chơi luôn. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, sợ gì. Chúng mày thích thì chị em tao chiều chứ có cái gì đâu. Ok xong, đã xử xong bọn lính này. Ôi hai đứa kia còn nấp cái gì nữa, lên. Xong rồi, tiến vào tòa lâu đài thôi. Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Phía trước mặt tôi là cái ông già cấy ghép máu của mọi người vào trong cơ thể của ông ý. Tôi dám chắc với các bạn giờ ông ý cũng có một cái sức mạnh gì đó rồi. Ông ý không thể làm điều đó một cách mù quáng mà không có một cái mục tiêu gì cả. Hugo, gọi tất cả chuột mà em có lên. Chúng ta sẽ chơi một pha cuối với ông già này. Ông ý đang nhốt mẹ tôi ở trong một cái lồng treo ở ngay bên cạnh. Ông giết người thân và bạn bè của tôi. Hôm nay bọn tôi sẽ đòi lại tất cả. Giờ còn gì để nói không? Trăng trối đi ông già. Nói gì đi. Ui. Bố già bố chơi chiến thuật gì vậy? Oh no, điều này không thể là sự thực được. Không được rồi. Lùi mọi người lùi lại. Lùi. Ui, nó bò qua cả lửa kia mọi người. Hóa ra ông cấy máu của mọi người vào cơ thể của ông ý mục đích để điều khiển được những cái loài chuột. Mà đây là điều khiển một cái loài chuột trắng, không hề sợ lửa các bạn ạ. Và chúng vô cùng đông. Hugo, chị hỏi thật, chúng ta có ăn được ông ý không? Lũ chuột của chúng tôi cứ sợ lửa. Vậy nên là tôi sẽ hỗ trợ em tôi dập lửa. Tôi dập lửa được đến đâu thì bọn chuột của chúng tôi sẽ càn được đến đấy. Vấn đề là bọn chuột của chúng tôi sợ lửa nên là nó không dám càn lên. Nhưng nếu mà tôi dập được thì lại là một chuyện khác. Ông ta cũng có những cái lốc xoáy chuột nhưng em trai tôi cũng có thể làm được như vậy. Cố lên nào Hugo. Chúng ta có thể thắng được. Ông ta còn cái trò quái quỷ gì nữa vậy? What the fuck? Thật sự à? Hugo lùi lại, chúng ta chưa biết đây là sức mạnh gì nên chúng ta không thể chủ quan được đâu. Oh no, mẹ tôi có cảm giác những cái sức mạnh này nó sẽ mạnh hơn em trai tôi mất. Lượng chuột của bọn tôi thì đang ít hơn hẳn rồi. What the fuck?
Ui rồi, em ơi, cứu chị nhanh lên, mày mày làm cái gì cũng được, tao không cần biết, cứu chị nhanh lên. Lốc xoáy chuột, Hugo, lốc xoáy chuột ngay vào giữa ông ý, nhanh lên, Hugo ơi. Đúng rồi Hugo ơi, cho lốc xoáy chuột vào giữa ông ý, nó có thể phá tan lớp bảo vệ của ông ý và tôi sẽ làm được điều này. Nice. Ông ta chết chưa? Hình như mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ông ta đi rồi. Làm tốt lắm Hugo, làm tốt lắm. Mọi chuyện kết thúc rồi Hugo ạ. Kết thúc chuyện này rồi, từ nay chúng ta được sống yên ổn rồi. Vâng thưa các bạn, cô nàng bẻ khóa đã bỏ đi. Bây giờ chỉ còn tôi và anh chàng giả kim cùng với em trai tôi và mẹ tôi đã được cứu. Bọn tôi sẽ rời khỏi vùng đất này, đến một vùng đất mới, sẽ không bao giờ gặp phải những cái cảnh như thế này nữa. Câu chuyện của chúng tôi sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn nào đã theo dõi với hành trình của Hugo, hành trình của tôi, với anh chàng giả kim, với cô nàng bẻ khóa, và một anh chàng mà tôi sẽ nhớ mãi, người đã hy sinh trong trận chiến vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành những ngày qua, và hy vọng là các bạn sẽ đồng hành cùng tôi với những hành trình mới sắp tới. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Giờ tôi và em tôi đi đây. Tạm biệt tất cả. Tạm biệt mọi người. Goodbye, my friends.